Còn tiền nợ của bạn mày thì sao? Suy nghĩ kỹ đi nhóc. Dễ mà. Bà nói gì vậy Việt Thiên? Mọi người tham gia là vì bà mà. Ông nói với mọi người là đừng có làm như vậy nữa. Tôi ngại lắm. Thì đó là chuyện riêng của hai người. Sao tối ngày bà cứ đổ lên đầu tôi hoài vậy? Bà phải tránh xa Winner ra. Lời nói của tôi đã không đủ trọng lượng rồi. Chẳng lẽ lời nói của mẹ bà cũng vậy luôn hả? Tôi phải về nhà rồi. Hẹn ông đợt sau nha. Mày biết mày đang cản đường của ai đây không? Các người đừng có đụng tới mẹ con họ nữa. Mày đánh chết mẹ đấy tao đâu. Mẹ sinh ra trên đời cha mẹ cho đôi bàn chân. Bước vẫn cứ bước chắc có điều gì hối hận. Đã vài lần đặt tay mẹ danh vọng với sự cuộc sống mọi thứ lên bàn cân. Nhưng hết tôi còn sống là tôi còn viết và còn rap. Vì tôi cũng chỉ đơn giản một công hiến như là bao con người khác. Sống thật lặng lẽ nuôi ước mơ thật nhỏ bé và mộc mạc. Công hiến cho đời trong từng câu thật chất phát ngồi làm nhạc. À, đã có lúc tôi chỉ như phải dừng lại vì bao trận đấu kia nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì.